Hi, mến chào cô chú anh chị các bạn đến kênh Minh Châu miền Tây Học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ cái clip là làm cái thang đứng nha cô chú anh chị bạn. Thì thang đứng mà mình hàn theo cái kiểu xéo luôn. Thì để mình bước lên cho nó được im cái giò nha. Thì im chân thì mình đã làm hình thức sao thì mình cũng chia sẻ hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn biết luôn. Thì mình dự định hàn cái thang này là nó chiều dài là nó 3 mét nè. Nó bắt đầu xéo trên tường thì cô chú anh chị biết nó đầu xéo như thế nào thì mình hàn cái chân ra sao thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn biết luôn. Thì cái trước khi mình hàn thì mình lấy dựng cây này cái độ xéo gốc nó lên bao nhiêu nè. Đó, cái độ xéo này thì hai bên này cũng như nhau. Đó, thì mình cũng cắt thẳng bề ngang ra là nó bốn tấc, cái này bốn tấc nè, bốn tấc. Thì cô chú anh chị các bạn thì mình sẽ đo theo cái độ xéo này. Độ xéo này thì mình sẽ hàn cái cây này nó xéo theo độ xéo này thì mình bước lên là những cái bước của mình bước lên là nó không bị tấn giòn tấn cái chân khi mình bước lên đó. Thì 3 mét, thang 3 mét thì mình chia cho là 8 bậc thang, 8 nấc thang. Thì cái độ xéo này mình hàn độ xéo nè, đo độ xéo thì lúc nào độ xéo nó cũng phải nó mất cái đó, nó phải lú một cái cạnh ra như thế này hết là mình cho nó nằm bề trong, còn bề ngoài thì mình lấy cho nó bằng mặt đó, lấy độ xéo theo bằng mặt. Thì khi mình dựng cái thang lên thì mình bước những cái nấc thang như vậy thì nó sẽ im chân hơn hơn là cái những cái cây vuông như vậy. Mình hàng cái vuông nhỏ vô vẫn được thì nó nhẹ, nhưng mà mình bước lên nó cắn cái gốc này đau giòn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn có làm một cái thang đứng ở nhà mình để mình bước lên cho nó im thì làm theo cách của mình nha. Mình dựng cái máy lên thì mình hàng lại cho cô chú bạn, mình chia rồi mình hàng cho cô chú anh chị bạn xem.
Rồi, bây giờ mình đã hàn xong rồi, quay chiều lại. Quay chiều lại nó vững rồi. Nè, độ xéo theo là mình bước lên nó im. Dùng vô. Vô thanh ngàn hết đó. Lọt vào luôn rồi. Kéo chừng kéo bạn chân. Kéo chừng xéo bạn chứ. Rồi. Đó, đây rồi kìa đó. Những cái bậc thang mình là nó sẽ ngang vậy nha. Chá nắng không lấy đường luôn. Nào. Thang mình sẽ ngang vậy. Thì nó xeo theo cái chân độ xéo này, mình bước cái giò lên là rất là êm. Ok, một cái thang rồi. Thì mình đã chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem để có làm được cái thang như vậy, để mình bước lên cái giò cho nó, cái chân cho nó êm. Thì thấy hay thì cho mình một like nha. Rồi. Mình hẹn lại cô chú anh chị là các bạn những clip tiếp theo. Ok. Bye-bye.